Rồi, chào mấy anh em trên kênh YouTube của nhà bò Phúc Lộc ha. Thì bữa nay là một ngày đẹp trời, hừng sáng đúng 9 giờ luôn. Bò về đổ xuống xe, hai con bò dấu béo nè. Hôm nay mấy anh em dặn em nè, thì lên cái clip này mấy anh em nào muốn mua thì tranh thủ nhanh tay gọi lên số điện thoại cho màn hình để nhanh nhất được sở hữu hai chú bò VIP nha. Bò này thuộc dạng bò VIP luôn nha mọi người. Bữa nay là ngày 18 tháng 3 năm 2022, mới vừa đổ xuống xe luôn nè. Tranh thủ làm cái clip gửi đến cho anh em chăn nuôi dỗ béo nè, và mấy anh em fan tân ninh của mình ơi ha. Thì quý vị xem đi, bò này xương sát thùng dạo nha. Đấy, bò này thì hai bò này thì trên mét tư bò hết rồi, trên mét tư bò rồi. Hình tướng khéo lắm nha. Đây xương nè, chân móng là hoàn thiện hết nha quý vị. Đây xương nè. Đấy, hang bò này em bao cho quý vị là mét tư mấy phân đó, em bao cho quý vị mét tư bò thôi, mới vừa đổ xuống xe nè. Bán cho quý vị hổm gài cũng điện đặt hoài ha. Em bán cho quý vị hang bò này là 59.500 thôi, bán cho bằng là bao giá thị trường luôn nha mọi người. Bò này nếu mà mọi người, em cam kết nếu đo dưới mét tư 1/10 ha, 59.500. Thì thời gian qua chạy bò cũng xin chân thành cảm ơn. Bữa nay bị bệnh mấy anh em ơi, nay bị bệnh Covid F0, thử nói cái tiếng hơi khàn khàn mấy anh em mấy anh em nghe không rõ thì nghe cho kỹ nha. Đấy, 59.500 mét tư mấy phần ha, mới vừa đổ xuống xe luôn, ông anh ông mới rửa xe đó. Mấy anh em nào mà muốn mua thì tranh thủ nhanh tay gọi lên số điện thoại cho màn hình trong ngày hôm nay để được sở hữu tốt hai chú bò VIP này về nuôi nha. 59.500 bò hình tướng nè quý vị, khỏi chơi. Đấy, rồi địa chỉ của chợ bò Phúc Lộc là nằm áp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha mọi người. Rồi, cảm ơn anh em xem clip rất nhiều, anh em thấy hợp lãng nhãn thì alo số điện thoại cho mình nha. Rồi.